Cách nào để giúp con có được một cái thói quen tự học? Và cái thói quen này nên được rèn luyện mỗi ngày, ngay từ khi các con còn nhỏ, bậc mầm non và bậc tiểu học. Thì như vậy khi mà con bước vào giai đoạn cấp 2 đó cả nhà, cái ý thức học tập của con lên rất cao, con có một cái sự chuẩn bị bài mà không cần đến cái sự đồng hành của ba mẹ. Ba mẹ có mong muốn có được giải pháp này không ạ? Cô Mai chia sẻ đến cả nhà nè. Và giải pháp này đã được nhà cô Mai ứng dụng thành thạo mới mang ra chia sẻ nha cả nhà, để giúp Ánh Dương, một cô bé rụt rè, nhút nhát, gọi là không thích viết chữ và rất là lười học, đi học về không bao giờ có sự đọc lại, coi lại bài, chỉ biết hôm nay học rồi ngày mai là lên trường thôi, không có chuẩn bị bài gì hết đó cả nhà, và làm cho mình cũng hoang mang. Khi mà con còn nhỏ mà mình chưa có tìm ra giải pháp á, mà cứ nuôi một cái thói quen đi học về là chơi không à, không có cái sự chuẩn bị bài. Đồng ý tuổi thơ của con chơi nhiều hơn học là rất là tốt, nhưng chơi làm sao cho nó thông minh, chơi làm sao cho nó thông thái, vì bản thân con có rất là nhiều cái thời gian mình cần luyện cho con, thì như vậy nó tốt hơn cho cuộc đời con rất là nhiều. Thì bản thân gia đình mình làm cách này nè. Cái bước đơn giản nhất giúp con vấn đề tự học là con tự chuẩn bị bài trước khi đến lớp, thì mình làm cách nào? Mình đã đăng ký sử dụng cái app 5 phút thuộc bài đó cả nhà. Và sau khi mình coi, mình kiểm tra xem cái app này có gì thú vị, có hấp dẫn con mình hay không, thì mình thấy nó quá tuyệt vời. Và lúc đó là mình quyết tâm đồng hành cùng con của mình. Là đầu tiên là cho em Ánh Dương vào, em Ánh Dương xem những cái hình trong đó, em Ánh Dương vẽ theo, vì em Ánh Dương thích vẽ. Và sau đó là cho em Ánh Dương sẽ tham gia các cái cuộc thi mà chương trình 5 phút thuộc bài tổ chức đó cả nhà. Cho con làm video, cho con vẽ, rồi cho con thuyết trình cái nội dung bài học. Từ từ khi mà con thích học, con thấy rằng cái việc học này của con mang lại nhiều cái lợi ích cho con hơn. Lợi ích thứ nhất đó là con có thưởng. Không biết con có hiểu gì hay không thì khoan nói tới vấn đề đó. Đối với em Ánh Dương, năm em học lớp 2 á, thì con chỉ thích được thưởng thôi. Thứ nhất là trong gia đình ba mẹ thưởng, cái thứ hai là ở tâm trí lực sẽ thưởng cho con, cứ mỗi lần con làm là lần đó con có thưởng. Nào là bịch xà nách, nào là ly trà sữa, nào là misue, nào là gà rán, tất cả những món ăn con thích thì đều được đưa vào danh sách phần thưởng của con hết. Và hàng tuần khi mà chương trình 5 phút thuộc bài được tổ chức đó, thì Ánh Dương sẽ săn giải. Khi mà có giải thì con lại có tiền, mà khi con có tiền thì con lại hào hứng tham gia các cuộc thi hay hơn. Thì đấy là cái con đường dẫn để đưa Ánh Dương đến với cái thói quen tự học. Và khi mà 5 phút thuộc bài hết chương trình rồi thì về nhà con sẽ làm như thế nào? Mình lại tiếp tục thưởng cả nhà. Vì ở nhà mình là không có sử dụng tivi, cho nên việc con coi tivi rất là hạn chế và cũng không có cho con sử dụng máy tính thường xuyên hay là điện thoại thường xuyên để con giải trí. Tất cả đều có mục tiêu hết. Nếu như con muốn có thời gian để con giải trí thì hãy hoàn thành tự học trước, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Sau khi con chuẩn bị bài xong rồi, con nghe thầy cô giáo giảng bài ở trong cái app 5 phút thuộc bài đó, có 5 phút, 7 phút là xong. Sau đó là con sẽ làm bài trắc nghiệm 10 câu hỏi và con săn được cao thủ học đường 21 giây. Như vậy là con hoàn thành mục tiêu ngày hôm đó. Và sau khi con hoàn thành mục tiêu thì cái máy con đang dùng đó, con sẽ được giải trí từ 30 đến 45 phút cho cái chương trình mà con yêu thích. Thì bản thân Ánh Dương là thích chặn quyển cả nhà. Cứ con mà có thời gian là con mở ngay cái chặn quyển con đọc cho hết. Con nghe xong rồi con đọc. Ngày nào cũng vậy hết cả nhà. Thì vô tình khi mà cái điều con thích mình đáp ứng cho con, và để mà có được cái điều con thích thì con phải hoàn thành cái mục tiêu này thì con mới được cái điều này. Cái riết cái thành thói quen của con lúc nào con không hay, và cái việc đó nó rất là nhẹ nhàng với con, không có phải hò hét là học đi, học đi, học đi. Vì cơ bản trong cái app 5 phút thuộc bài, các chương trình nó trùng với cái chương trình trên trường của con, nó cùng với cái bộ sách luôn cả nhà. Hiện nay app 5 phút thuộc bài có tới 3 bộ sách luôn à.
miền Bắc học khác, miền Trung học khác, miền Nam học khác, các nhà giáo dục khác nhau cũng vậy. Thì app 5 phút thuộc bài gọi là tập hợp hết các bộ sách trong chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục quy định. Và khi mà con chuẩn bị bài như vậy, con lên lớp đó, con rất là tự tin. Cái việc học của con rất là nhẹ nhàng luôn cả nhà. Ngày nào hỏi con ơi nay đi học con có vui không? Con có giơ tay xung phong không? Con nói con giơ tay hoài mà cô nói là để dành cho các bạn khác. Mình nghe như vậy mình mừng không ạ? Người làm cha làm mẹ như mình thấy con của mình đi học vui vẻ, thấy con của mình đi học rất là tự tin. Mà khi con về con chơi con tung tăng và trong cái cách mà soạn bài của con cực kỳ đơn giản. Đó là cái cách mà nhà mình đồng hành cùng con để giúp cho con hình thành một cái thói quen tự học đó cả nhà. Mình thích lắm. Và một cái câu chuyện của nhà mình nữa nè, Ánh Dương sẽ rất là thích khám phá. Và đây cũng là cách để giúp con tự học. Cứ mỗi khi mà con hỏi mẹ mẹ, cái này như thế nào? Tại sao phải là như thế này, như thế kia? Ánh Dương rất là hay hỏi. Riết mẹ cũng bí luôn, mẹ không biết trả lời. Cái mẹ mới nói thiệt với con như thế này. Con ơi con, mẹ xin lỗi con nha. Cái thời của mẹ như con, thứ nhất là mẹ không có cơ hội được đọc sách. Cái thời của mẹ cũng không có internet luôn. Ví dụ có những câu nó đơn giản mẹ trả lời được, nhưng cái câu này con đang hỏi này mẹ không có biết. Con vô bác Google, con search, con tra thông tin, con đọc đi. Sau đó con hướng dẫn lại, con kể lại cho mẹ nghe có được hay không. Mình lòi luôn cái dở của mình ra đi cả nhà. Thật sự là mình không biết thật sự. Vì con nó hỏi nhiều câu là mẹ ơi mẹ rồi khủng long như thế nào, rồi con cá sấu nó làm sao, rồi cá mập nó làm sao, mặt trăng mặt trời nó diễn biến như thế nào. Con hỏi rất là nhiều, gọi là tập hợp những cái thông tin mà con nắm thông tin còn nhiều hơn mình nữa cả nhà. Cho nên mình đâu có biết. Cho nên mình cứ nói rằng con cứ vào bác Google nè, mẹ cho con mượn máy nè, con vào đi, con kiểm tra rồi con nói lại cho mẹ. Hai mẹ con mình cùng có một thông tin, cùng hiểu thêm, cùng được biết thêm một thông tin nữa thì quá tuyệt vời đúng không con? Và thế là từ đó Ánh Dương rất là hạn chế hỏi mẹ. Vì khi mà con hỏi mẹ thì con sẽ nhận được câu trả lời. Bác Google đó, tra đi con. Và Ánh Dương cứ ngày nào mà con thích á, là mà có cái câu hỏi nào mà con không hiểu thì con lên bác Google. Và bây giờ có một cái công nghệ rất là tuyệt vời, gọi là có một cái trợ lý rất là tuyệt vời, đó là AI giúp con nữa cả nhà. Nếu như con có một cái sự chủ động trong việc học, con tự học đó cả nhà, thì vấn đề mà khám phá đến với con rất là nhẹ nhàng và con rất là hào hứng luôn nha. Thì như vậy ba mẹ mình có tuyệt vời, có khỏe không cả nhà? Mình chỉ là người đồng hành cùng con, hướng dẫn con, tạo một cái động lực cho con. Mình chỉ quan sát và thưởng cho con mà thôi, còn mọi chuyện để cho con mình lo. Nếu mà các bạn chưa có biết app 5 phút thuộc bài là như thế nào đó, thì Mai Rưng để cái đường link bên dưới các bạn có thể tham khảo, download về trải nghiệm tới 7 ngày luôn nha cả nhà. Ai mà pha chị là chị. Sao học hoài vậy trời? Sao học hoài vậy trời? Gục ngã xử đời. Và trước đây mình là như thế đấy các bạn. Và mình rất là nhút nhát, rất là lười học. Và mỗi lần cô giao bài viết chữ là phải đếm chữ, từng chữ kiểu 1, 2, 3. Và khi thấy chữ quá nhiều thì mình sẽ hỏi ra. Và cho đến năm 2021, ba mẹ mình đã tìm ra một cái phương pháp, đó là phương pháp 5 phút thuộc bài. Và từ khi có 5 phút thuộc bài thì mình cảm thấy rất là thích thú, học bài nhanh hơn và cảm thấy rất là vui vì có nhiều thời gian chơi hơn. Nên lớp thì không sợ khó khăn vì không hiểu bài. Các bạn ơi, các bạn hãy mau vào tay trải nghiệm app 5 phút thuộc bài với mình.